الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Thì cái phần kế tiếp của bài khutbah hôm nay sẽ dành riêng cho người phụ nữ Muslim chúng ta. Chị em phụ nữ Muslim thân mến, Allah subhanahu wa ta'ala đã đấng tinh vi, đấng thông suốt và am tường tất cả mọi vật và mọi việc. Ngài thấu hiểu được lòng trắc ẩn của chị em phụ nữ, nên Ngài đã ấn định một phần thưởng dành riêng cho chị em phụ nữ biết ngoan đạo và kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala. Chỉ cần chị em phụ nữ làm theo những lời di huấn sau đây thì cơ hội vào thiên đàng của chị em ra lật lớn. Như được ghi trong Musnad của Imam Ahmad, do Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu, ông ta đã dẫn lời Rasul sallallahu alayhi wa sallam rằng: إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا أُدْخُلِ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتْ. Một khi phụ nữ hoàn thành lễ salat trong ngày đêm 5 lần, nhịn chay vào tháng Ramadan, biết bảo vệ tiết hạnh cho chồng và nghe lời chồng, phục vụ chồng, vào ngày tận thế có lời phán bảo, cô hãy đi vào thiên đàng bằng bất cứ cửa nào cô muốn. Subhanallah. Chỉ cần phụ nữ làm những điều đó thì cơ hội vào thiên đàng của họ là rất lớn. Tuy nhiên, trong Islam có một số nhiệm vụ mà Allah Subhanahu wa ta'ala đã quy định dành riêng cho nam giới, như đi thánh chiến vì chính nghĩa của Allah. Nhưng phụ nữ ở nhà vẫn được hưởng ân phúc như nam giới đó, với bằng chứng như sau. Bà Asma binti Yazid radiyallahu anha đã đến gặp Rasul sallallahu alayhi wa sallam lúc người đang ngồi cùng với nhóm sahaba. Bà nói: tôi thề có Allah chứng minh, tôi đây là đại diện cho toàn thể phụ nữ dù sinh sống ở chân trời Tây hay chân trời Đông, đều đồng ý với ý kiến của tôi rằng Allah đã cử phái Nabi bằng chân lý mang đến cho nam giới và phụ nữ. Chúng tôi đã tin tưởng vào người, thề bởi Allah đã sắc phong sứ mạng cho Nabi rằng chúng tôi là phụ nữ, dù sao cũng là nền tảng chính trong nhà của nam giới. Chúng tôi là tâm điểm dành cho nam giới giải quyết sinh lý. Chúng tôi đã mang thai cho họ. Trong khi đó, nam giới được ưu đãi hơn chúng tôi. Họ được hành lễ solat tập thể hàng ngày và họ được hành lễ solat tập thể vào mỗi ngày thứ sáu. Họ được viếng thăm 10 bệnh, họ được đi theo người chết đến mộ, họ được đi làm hát nhiều lần, và việc làm tốt đẹp nhất trong tất cả là họ được xuất binh đi thánh chiến vì chính nghĩa của Allah subhanahu wa ta'ala. Mỗi khi nam giới rời khỏi nhà đi làm umrah hay hàm hát hay đi buôn bán vân vân, thì chúng tôi những người phụ nữ phải vóc lòng chăm nom nhà cửa, tài sản, con cái, quán xuyến mọi việc trong ngoài. Chúng tôi phải giặt giũ cho họ, phải chăm sóc con cái cho họ. Vậy chúng tôi có được chia ân phước với họ không, thưa Rasul của Allah? Đây là lời của một vị sahaba nữ. Bà ta đã gì đến hỏi Nabi về những gì mà nam giới đã lấy hết, và họ những gì mà phụ nữ đã gặp phải ở nhà, như về nội trợ và chăm sóc con cái và quán xuyến gia đình mỗi khi không có chồng ở nhà. Thì những việc làm của họ đó có được ba la, được ăn phước giống như nam giới đi làm ở ngoài không? Nghe xong lời của bà Asma, Rasul sallallahu alaihi wa sallam quay hẳn mặt về phía sahaba của mình đang ngồi cùng người hỏi: Hal sami'tum maqalat imra'atin qat ahsana min mas'alatiha fi amri diniha min hadhi. Này các người, có từng nghe lời lẽ của người phụ nữ nào yêu cầu về vấn đề tôn giáo tốt đẹp và hay như người phụ nữ này bao giờ chưa? Nabi khen bà ta là lời cái ý kiến của bà ta hỏi rất là hay. Và mọi người đáp: thưa Rasul, chúng tôi không hề nghĩ rằng người phụ nữ này lại có lời lẽ tuyệt vời đến thế. Xong Rasul quay mặt lại người phụ nữ, người Rasul nói: In sarifi ayyatuha al-mar'a wa a'limi min khalfik min an-nisa anna husna taba'uli ihdakunna li zawjiha wa talabaha mardatuhu wa itba'aha muwafaqatahu ta'dilu dhalika kullah. Này cô, hãy quay về đi mà loan báo cho toàn thể phụ nữ như cô và tất cả phụ nữ sau này rõ ràng, một người phụ nữ phục vụ tốt cho chồng, luôn tìm cách làm anh ta hài lòng và theo dõi mọi việc để làm hợp ý anh ta, cô ta sẽ được hưởng ân phước giống như nam giới đã làm. Subhanallah. Chỉ cần người phụ nữ làm tốt nhiệm vụ nội trợ của mình và làm cho chồng hài lòng thì họ được cơ là họ được ân phước giống như những gì nam giới đã làm, từ sau đó có từ bố thí đi làm hajj nhiều lần,
hoặc là gì đi thánh chiến gì Allah Subhanahu wa Ta'ala xa trường, họ hưởng được tuy họ nhà. Có một hadith khác, một nhóm người phụ nữ đã tìm đến gặp Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mà nói: "Thưa Rasul của Allah, nam giới đã lấy hết mọi ân phước của việc thánh chiến vì chính nghĩa của Allah, còn việc làm nào để dành cho chúng tôi hưởng được ân phước đó không?" Thì nhóm người phụ nữ khác họ cũng gì đến thắc mắc là nam giới đi thánh chiến và hưởng được ba la của Shahid. Chúng ta biết á, Shahid cái ba la của họ rất là lớn. Nào, có một hadith Abi nói: "Trên đời này không có một người nào sau khi chết mơ ước lại trần gian sống thêm một lần nữa, ngoại trừ người Shahid. Họ muốn được trở lại trần gian sống và chết vì thánh chiến của Allah Ta'ala thêm nhiều lần nữa. Tại vì họ thấy được cái phần thưởng của Allah Ta'ala ở nơi sao quá trời rộng lớn và quá trời nhiều, nên họ ước mơ được nhiều hơn thế nữa." Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam trả lời lời câu nói của người so bả đó: "Mehnatu ihda kunna fi baytiha tutriku jihad al mujahidin." Các cô làm nội trợ trong gia đình chu đáo, đuổi kịp ân phước những người thánh chiến vì chính nghĩa của Allah. Subhanallah. Thì phụ nữ ngoan đạo, người phụ nữ đàng hoàng, đoan trang, đức hạnh, họ hưởng được ba la không cần phải làm gì. Chẳng những vậy, Islam còn trọng thưởng cho những ai đối xử tốt với vợ, với gia đình, nhất là phụ nữ. Như Rasul sallallahu alaihi wa sallam đã nói ở hadith: "Man anfaqa ala banataini aw ukhtaini aw zawati qarabatin yahtasibun nafaqa alayhima hatta yakfiyahuma Allahu yughnihuma min fadlihi kanata lahu sitran minan nar." Ai bố thí cho hai người con gái ruột, hoặc hai người chị em ruột, hoặc hai người phụ nữ trong thân tộc và xem đó là nhiệm vụ của mình cho đến khi Allah ban cho hai người đó trở nên giàu có và họ tự có thể mưu sinh, hai người đó sẽ là vật chấn che chở cho y thoát khỏi hỏa ngục vào ngày sau. Đồng đạo Muslim thân mến, hãy đối xử tốt với phụ nữ, nhất là những người vợ đang chung chăn gối với chúng ta, và hãy biết rằng người tốt nhất trong chúng ta là người cư xử tốt với vợ của mình như Nabi sallallahu alaihi wasallam đã di huấn: "Khayrukum khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli." Người tốt đẹp nhất trong các ngươi là người cư xử tốt với vợ mình, và ta tốt hơn các ngươi về việc cư xử tốt với vợ ta. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Và một trong các dấu hiệu của Allah là Ngài đã tạo trong các ngươi những người vợ, và Ngài để cho các ngươi chung sống với họ, và Ngài đặt giữa các ngươi tình thương yêu và lòng bao dung. Quả thật đó là những dấu hiệu dành cho những người có khối óc suy nghĩ. Anh chị Muslim thân mến, thì có một điều này Linh muốn nhắc trước khi hết bài khutbah. Thì vào mỗi ngày thứ sáu đó là chúng ta đến Smen, nhưng có một số người đến đây Smen nhưng mà lại nói chuyện trong lúc bài khutbah đang nói chuyện. Thì hãy biết rằng những người nào đến đây Smen Jumat mà họ nói chuyện trong lúc imam đang đọc khutbah thì họ không được ba la của ngài Jumat. Bởi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói hadith: "Ai nói chuyện với người kế bên mình á, một từ đơn giản thôi, sah, thì họ không được ba la của ngài Jumat." Một từ đơn giản. Thì người sẽ ra sao, người này nói về câu chuyện của người kia và nói như thế nào đó trong lúc imam đang đọc khutbah. Tại ngài Jumat chúng ta vì thường ngày là Smen là hô gồm có 4 ra'at. Và ngày Jum'at này chúng ta chỉ Smen 2 ra'at, là 2 ra'at kia thay thế cho bài khutbah. Và chúng ta phải ngồi lặng lặng mà nghe từ khi imam bước lên đọc bài khutbah cho đến khi kết thúc. Bất cứ người nào nói chuyện, dù là chuyện chúng ta muốn nói lập tức ngay đó, thí dụ người kế bên đang nói chuyện, chúng ta đang gì khó chịu, chúng ta cũng không phép cấm họ nói chuyện. Nếu chúng ta nói chuyện kêu họ im đi, chúng ta không có ba la của gì, của ngày Jum'at đó. Thì cái ba la ngày Jum'at thì chúng ta đã biết là bị nói: ai đến Smen Jumat họ được ba la từ đó cho đến Jumat kế tiếp và thêm 3 ngày nữa, tức là 10 ngày. Anh em Muslim thân mến, Allah Subhanahu wa Ta'ala đã ra lệnh cho chúng ta một điều là hãy salawat cho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cho thật nhiều, như Allah Ta'ala đã phán trong thiền kinh Quran: "Inna Allah wa malaikatu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Quả thật Allah Subhanahu wa Ta'ala và tất cả malaikat của Ngài đều salawat cho Nabi. Này hỡi những người có đức tin, hãy salawat cho người cho thật nhiều. Và Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói hadith: Man salla alayya salatan wahida sallallahu alaihi biha ashra. Ai salawat cho ta một lần, Allah Subhanahu wa Ta'ala sẽ salawat cho y 10 lần. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arda khulafa' ar-rashidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa at-tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin. اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا مطمئن وسائر البلاد المسلمين يا قوي يا عزيز. اللهم من أراد بهذا بلد وأهله بالسوء فرد كيده على نهره يا قوي يا عزيز. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا ودعاءنا يا سميع مجيب. اللهم بارك لنا في شهر رمضان اللهم بارك لنا في شهر رمضان. اللهم هذه أيام أيام مغفرة اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا إنك أنت غفار. اللهم اغفر لنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واشكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.